Nam Thư và Quỳ Linh kính chào quý vị. Mỗi tuần trôi qua chúng ta gặp lại nhau để cùng kết nối những người đang đi tìm một nửa yêu thương của mình. Hôm nay cũng thế, hy vọng rằng với sự ủng hộ của quý vị, với sự kết nối chúng tôi thì những người đang tìm một nửa yêu thương họ sẽ tìm ra mảnh ghép của mình quý vị nha. Hy vọng là chúng ta hôm nay sẽ kết nối được tất cả các cặp đôi đến với nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ kết nối cặp đôi đầu tiên. Xin mời. Em thì yêu trẻ con, thích người lớn. Biết quan tâm người khác, giữ lời hứa, có trách nhiệm trong lời nói. Tốt. Hình trên Facebook và ở ngoài thì em khác nhau hoàn toàn. Trời ơi. Nay gặp em cũng thấy bỡ ngỡ và hết hồn mà chạy đi hết. Xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Dạ, em chào chú Quyền Linh, em chào chị Nam Hơ và chào các vị khán giả có mặt tại đây. Mời bạn Nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, bây giờ nè, mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Phan Thị Ngọc Hạnh. Em 25 tuổi, em đến từ Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương. Trước đây em là giáo viên mầm non và hiện tại thì tạm thời em đang ở nhà và chuẩn bị cho việc kinh doanh mới của mình tại nhà. Mời bạn trai. Xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Nam Thư và dạ, chào bạn nữ bên kia và toàn thể khán giả trong trường quay hôm nay. Em tên Đặng Trăng Toàn, em 25 tuổi. Quê em ở An Tâm, hiện tại thì em đang là nhân viên IT, đang làm việc và sinh sống tại Hồ Chí Minh. Được, dễ thương. Ưu điểm và khuyết điểm của em nè. Dạ, ưu điểm của em là biết nấu ăn ngon, nhưng mà em chỉ làm được thức ăn như món rau xào hay là gì dời rau thôi. Còn thịt cá là em ít ăn cho nên là em không có đụng tới, nhà thì mẹ làm. Em thì yêu trẻ con, thích người lớn. Em có nhõng nhẽo không? Dạ em cũng hay nhõng nhẽo lắm. Trời chị, nghe giọng là thấy nhõng nhẽo dạ. Rồi khuyết điểm của em là thức khuya, Facebook nhiều cũng như là hay sống ảo nữa. Hình trên Facebook và ở ngoài thì em khác nhau hoàn toàn, không giống trên Facebook. Trời ơi. Nay gặp em cũng thấy bỡ ngỡ và hết hồn mà chạy đi hết. Em xài app đó hả? Dạ đúng rồi. Tất cả các hình trên Facebook của anh Linh đều là app. Anh dạ, là xài app tới app chảo luôn đó em. Rồi mời em trai. Ưu điểm của em là biết quan tâm người khác, giữ lời hứa, có trách nhiệm trong lời nói. Tốt. Còn khuyết điểm của em là ít nói, ngại tiếp xúc với đám đông. Có sống ảo không? Thi thoảng thôi anh, chứ cũng không sống ảo lắm. Có dùng app không? Dùng app thì tất nhiên phải dùng. Rồi mình nói chút xíu về tình trường của mình đi Toàn. Em có một mối tình thời lúc sinh viên. Còn dạ, em, bạn nữ Hạnh. Em thì trải qua hai mối tình. Mối tình thứ nhất là lúc đó em mới vừa ra trường, mới tốt nghiệp, mới 18 tuổi thôi. Cũng có bạn trai, bạn trai kêu lập gia đình cùng anh ấy. Rồi về nhà thì anh ấy nuôi thôi, cho ở nhà ở không. Em thích đi làm cho nên là buộc phải chia tay anh ấy. Mối tình thứ hai của em á thì tối ngày chị 24/24, mỗi lần gặp em đi cà phê đâu đó thì anh đều gáy, đều chơi game. Mê game hơn mê em. Dạ. Em thích cái mẫu người đàn ông như thế nào? Cao 1m7 trở lên. Tại vì em là cao 1m57 rồi. Dưới 1m7 được không? Nói chung là mét cũng sáu mấy, gần 1m7 chứ hấp quá em cũng không thích lắm. Người đàn ông thì biết ăn bặn, đầu tóc gọn gàng, không hói, da thì vừa thôi không đen. Dạ em sợ nhất là hói. Tại thầy đi học là thầy hói là em không thích. Chào cô gái, mắc mớ gì hói không thích. Em không biết anh, em nhìn dị ứng là sao á. Hói dị ứng hả? Không, anh Linh là hói ít. Thầy dạ, em giỏi không? Dạ dạ giỏi. Thầy dễ thương không? Dạ dễ thương. À, thấy không? Dạ, mấy người hói người ta dễ thương, chân tình, giỏi này kia sao không thích được. Dạ. Hói người ta có tài dễ sợ luôn vậy đó. Nhưng mà anh bên kia có bị hói không anh? Em cũng run sợ hôm qua anh ai. Run sợ hả? Dạ, không biết anh nó bị hói, răng anh có bị đen hay xuyên sợ. Trời ơi, bà này bà lo xa quá, làm gì có vụ bây giờ mà còn răng đen này nọ nữa. Hói mà nó cố tình làm hói rồi sao? Cố tình cạo sát luôn rồi sao? Không, cạo sát cao đẹp thì chịu. Thôi được rồi, không có hói đâu cô. Dạ, dạ. Bây giờ cái mẫu người lý tưởng của em có không? Dạ có. Em hay coi Hàn Quốc nhiều nên em thích anh Lee Min Ho. Trời ơi. Anh này có không có Lee Min mà có Ho được không? Không. Nói chứ này đẹp trai. Anh thấy nãy giờ đưa ra tiêu chuẩn như em thấy được bao nhiêu phần trăm em trai? Em nghĩ chắc em cũng được có 20% thôi anh, 20% thôi anh. Nhiều. Vì em thấy cổ yêu cầu cao. Yêu cầu cao hả? Dạ. Yeah. Chào em. Dạ. Yeah. Trời ơi, dễ thương nha. Không hói nha. Nhiều tóc hơn anh Quyền Linh nha, yên tâm.
Trước giờ mới yêu có một người hả? Dạ. Cái mẫu bạn gái lý tưởng của em là sao? Dạ thì cao cũng trên mấy 55 là được rồi chị. Ừ. Tóc dài, răng không bị sâu răng. Ủa là ví dụ răng có ai sâu mà nhìn vô mà thấy liền đâu? Giờ dễ mà. Đúng rồi. Sâu răng thì đi làm răng 30 giây. Sâu răng thì mình dễ bị xa cách lắm chị. Mình dễ bị xa cách lắm chị. Em thích mẫu người thơm tho á chị. Ừ dạ, thơm dữ. Yên tâm nha. Dạ. Mình em có quyết bị súng một cái răng anh. Nhưng mà tại mẹ em không cho làm răng, sợ bị nói chung là gắm một cái răng vô sợ bị ảnh hưởng đến não á, sợ bị chết cho nên là mẹ không cho làm. Rồi, được rồi, em trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với ba của em. Có bà nữa ha. Rồi, chào bác. Xin chào MC Quyền Linh. Dạ. Xin chào MC Nam Thư. Dạ, chào bác. Xin chào tất cả khán giả trong đường quay. Tôi là phụ huynh của cháu Toàn. Nếu nhìn nhau mà cảm thấy có ấn tượng hay thiện cảm gì thì hai con nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Tôi nhìn thấy thì tôi thấy cũng được. Nếu mà hai đứa có đến được với nhau á, nếu mà có con cái rồi thì cứ đem về cho ông bà. Ông bà sẽ nuôi dùm cho. Trời ơi, sướng quá vậy nè. Hạnh, em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với bà ngoại, với cô, với hai bạn của em. Dạ. Con chào ngoại. Tôi thấy cháu tôi tìm hiểu bạn trai nó, tôi thấy này cũng được á. Nó có hói chút được không? Hói sơ sơ không sao. Được á thì mình kết hợp nhau cho nó sống, để bà ngoại còn sống tìm hiểu được cháu mình, phải không? Dạ. Hai đứa hợp mà hai đứa xứng nữa. Ngoại muốn có cháu trai hay cháu gái? Trai gái gì cũng cháu mình hết. Nó đẻ nhiều nuôi nhiều à. Đẻ nhiều tốt. Nó nuôi không nổi tôi nuôi phụ cho. Hay quá. Bây giờ mình mở rào ra cho hai trẻ gặp mặt nha. Xin mời. Rồi đó, Toàn với Hạnh. Chào anh. Đây. Em chào anh. Có cái hoa tặng em. Em cảm ơn anh. Dạ. Đứng đó, hai đứa đứng kế đó. Kiểm tra răng đen, răng súng, răng gì đó, răng sâu gì. Coi cái vợ tóc nó có hói gì không? Coi cho kỹ nghe chưa? Dạ. Ôi anh mới tóc bạc kìa. Ừ. Anh già trước tuổi mà. Dạ nhờ em lại nha. Ok. Nhờ cho giống em nha. Ok. Hai bạn mình ngồi xuống nha. Hiện giờ em đang làm công việc gì? Trước đây em giáo viên mầm non, nhưng mà hiện tại em ở nhà. Em định sang lĩnh vực mới, kinh doanh tại nhà như mở quán trà sữa đó anh. Toàn anh có thể gặp em được mấy lần? Mấy lần cũng được anh, tại vì mới tới em rảnh mà. À. Dạ, anh không lên em được thì em chạy lên anh. À, dữ vậy. Em để coi thì thích trai hay gái? Em thì con thích con gái đầu lòng hơn. Em thì thích đẻ nhiều con. Anh thì anh chỉ muốn một đứa thôi. Một đứa thì nhà buồn lắm anh, dạ. Ít nhất nhà phải có trai, có gái. Dạ. Em muốn bao nhiêu thì để bao nhiêu thôi. Dạ, quan trọng anh có nuôi nổi hay không đó. Trời ơi, mình còn bà ngoại với lại ông nội mà. Rồi. Trời ơi. Mình nuôi không nổi thì đem cho ông nội, bà nội nuôi. Lo gì đâu mà. Bây giờ em gái hát bài nào đó tặng cho đàn trai cái đi. Hôm nay đến đây em tặng cho anh một bài hát về mầm non ha. Okay. Múa tặng anh bài. Thôi anh lên múa cùng em đi. Anh đâu biết múa. Anh biết hát bài múa cho mẹ xem không? Không biết, nhưng mẹ múa đợi. Để múa theo em nha. Ờ. Xẹo bàn tay ra. Hai bàn tay của em đây em múa cho mẹ xem. Hai bàn tay của em như hai con bướm xinh xinh. Khi em đưa tay lên là bướm xinh bay múa. Khi em đưa tay xuống là con bướm đậu trên cành hồng. Trên cành hồng. Rồi. Yêu cầu bạn trai phải cao 1m7 trở lên đúng không? Dạ. Đúng rồi anh. Thấp hơn. Nhưng mình chứng minh cho bạn gái là mình khỏe đi. Bây giờ thì tay của tay em cũng hơi đau. Em cũng có thể tập tạ thôi, nhưng mà tạ nhỏ nhỏ thôi anh. Giờ không có tạ. Giờ chứ cổ tay em hơi đau em hít đất không được anh ơi. Không có đất luôn. Không có đất nữa, đất gì? Tạ luôn. Em đụng anh, em đụng anh. Em đụng anh. Ẩm liền, uống liền. Tụi đi. Thử quá ẩm luôn. Bồng liền. Dù phải bồng luôn anh. Ừ. Trời ơi. Nổi không? Thôi mắc. Rồi. Thôi làm hiền anh. Đó thử coi.
Gì vậy? Bông hốt ngang vô, hốt lên. Bế luôn hả chị? Bế nổi không? Giỡn anh té em. Mắt ông té nghệ. Trời ơi, thì mình phải làm sao để cái mình hốt mà không té chứ. Con xin phép má, xin phép cô cho con được hôn em. Cho con được hôn em. Ta kêu bế mà ông qua ông xin hung luôn là sao? Cho đốt cháy giai đoạn quá vậy. Xin phép hết rồi, hung hỏi em. Chịu anh hung không? Hỏi người ta cho không kìa. Em cho phép anh hôn được một cái không? Anh hôn ở đâu? Hôn má. Hôn má hả? Ừ. Hôn má được. Yeah. Em thích cô ấy không? Dạ có anh. Cô gái có thích chàng trai không? Dạ có. Vậy thì... 1, 2, 3. Hết thời gian. Yeah. Chúc mừng. Nắm tay nhau đi nào. Hình như là hai đứa này nó gặp đâu rồi đó. Đúng rồi. Em có nói gì với bác trai bên đây không? Bác trai ơi, cho con được từ hôm nay được quen biết với bạn. Ồ, em quên hỏi anh tên gì rồi. Anh Toàn. Anh tên Toàn. Toàn. Anh tên Toàn. À, để được làm quen, nếu được thì hai con sẽ tiến tới hôn nhân cùng anh ấy. Dễ thương. Thương quá à. Mối tình dài nhất là bao lâu? Gần 10 năm à. Ồ. Gần 10 năm. Thì ngày nào cũng đưa đón kiểu đó, sợ anh chán thôi. Nói thật sự ra cũng không có chán đâu, tại vì lâu lắm rồi không có được đưa đón ai hết. Anh phải biết 50-50 đã rồi hãy cưới. Chúng ta sẽ tới với cặp đôi tiếp theo. Xin mời. Mời bạn trai. Rồi, xin chào. Ngồi đi em. Mời bạn gái. Ôi. Bây giờ hai bạn có mặt trên sân khấu rồi, chúng ta bắt đầu giới thiệu về nhau đi nha. Mời bạn trai. Trước tiên là em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào Nam Thư bên kia. Dạ. Dạ, chào tất cả quý vị khán giả ở đây cũng như sắp sửa coi truyền hình. Dạ, em tên là Trương Hoàng Nguyên. Em là tài xế. Em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Em bao nhiêu tuổi rồi? Còn nhỏ anh à. Em năm nay mới có 34. Ê, 43. Lộn. Dạ, trước khi làm tài xế thì em cũng... về Bảo Lộc em chăn nuôi heo. Nuôi nhiều heo không? Dạ nuôi cũng ít anh à, có 600 mấy con à. Thì em nuôi xui quá, đúng ngay cái thời điểm giá heo hơi nó bằng giá rau à. Em lỗ. Cũng hên là trong thời gian đó là em cũng có đi học lấy bằng lái. Giờ đang lái xe gì? Dạ lái xe con chở xếp. Rồi mời bạn nữ. Mình tên là Nguyễn Ngọc Cẩm Tú. Năm nay mình 39 tuổi. Công việc hiện tại của mình đó là làm ở bộ phận hành chính nhân sự của một công ty chuyên về xuất nhập khẩu ở quận 2. À. Gia đình em thì ở quận 8. Em sinh ra và lớn lên ở Hồ Chí Minh luôn. Em gái có thể nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em thì em cũng rất là vui vẻ. Nữ công gia chánh thì không có biết nhiều giỏi, nhưng mà chút chút trong gia đình thì có thể nấu ăn, nông tâm các thứ, xã giao, giao tiếp, có thể nhậu đường tí xíu. Dạ. Điểm thì chắc là hơi khó chịu một tí. Dạ, để em qua em hỏi coi anh sao hen chị. Chào anh. Chào Thư. Dạ, anh mình làm tài xế chắc mình đi nhiều chứ hen. Chỉ là đi đường ngắn thôi chứ không có đi đường dài. Dạ, rồi mình có tính là mình sẽ kinh doanh riêng hay gì không? 1-2 ngày nữa, hoặc là trong vòng tuần lễ nữa kiếm mua chiếc xe. Dạ. Hay quá. Mình chạy. Vậy là khỏe rồi. Chị thấy ổn không? Sáng chở đi làm trời ơi, rồi anh chạy gì chạy, chiều về rước về. Ưu điểm, khuyết điểm thì nói cho Nông Thư nghe. Nó sợ anh chán thôi. Nói thật sự ra cũng không có chán đâu, tại vì lâu lắm rồi không có được đưa đón ai hết. Ưu khuyết điểm của anh là gì anh? Khuyết điểm là không được nhanh nhẹn. Ngủ thì cũng ngáy. Có nhiều khi em mơ mơ màng á. Cái em nghe cái tiếng ngáy của em, cũng nghe tiếng ngáy của em. Em nghe thấy đâu có to đâu, nó cũng giống như một bài nhạc du dương thôi mà sao mà ai nói to là sao em không hiểu. Mình nghe mình thấy du dương, còn cái người kế bên là ta nghe giống như nhà máy vậy đó.
Hôm nào anh nên thu âm á, để thu âm cái tiếng ngáy của mình á, sáng hôm sau nghe lại là mình biết có du dương hay không à. Đối với em nha, cái gì thì gì chứ cứ ngáy là mình thông cảm được, tại cái đó không có kiểm soát được. Chứ em nói thiệt, chứ khi mỗi lần em đi quay vậy mệt, ngủ em cũng ngáy vậy. Trời ơi, anh nói nghe, anh ngáy tới mức mà mấy người hàng xóm ta chuyển đi chỗ khác hết rồi đó. Ưu điểm thì tự sống một mình được, tự nấu ăn này nọ được một chút ít. Chịu thương chịu khó ha. Vâng, biết một chút chút về ca hát thôi. Tình trường sao nè anh? Tình trường thì em ba mối tình chính thức. Mối tình dài nhất là bao lâu? Gần 10 năm à. Gần 10 năm. Quen nhiều, quen lâu quá, biết nhau quá, cảm thấy không hợp thể đến với nhau được. Bây giờ em cũng rút kinh nghiệm rồi thì có thể là yêu thì thôi tìm hiểu, cứ để sau đi, mình yêu cứ cưới trước đi đã. Chỉ sợ là cưới xong về rồi anh mới bắt đầu tìm hiểu thì tới khi anh lúc đó anh lại hối hận. Anh phải biết 50-50 đã rồi hãy cưới. Anh thì không có hối hận đâu, nhưng mà nếu mà cứ tìm hiểu nhau đi vài tháng thôi ha em ha. Đúng em. Dạ, dạ đúng rồi ạ. Chị nói tí xíu về những em thì cũng có trải qua hai mối tình rồi, khoảng chừng một năm mấy, hai năm thôi, không tiến tới được với người ta. Đó là chính là sự khác biệt về tôn giáo. Khác biệt về tôn giáo là sao em? Em, em là người bên đạo em. Giáo à, ông giáo. Hên quá em ơi. Sao? Em cũng bên đạo luôn hả? Hay quá. Tôi đang lo điều đó đó. Đây là cái duyên thuận lợi đầu tiên đó rồi. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Thường á, người ta cũng hay nói con gái á, hay lấy bố làm hình tượng. Bố em thì là một người rất là thương mẹ em nha. Chiều chuộng mẹ em lắm. Mẹ em là giáo viên, đi dạy hoặc là mẹ em muốn đi đâu chơi là bố em đều đưa hết, đưa đi đón về. Bố em mà đi nhậu với bạn á, mặc dù mẹ em không có biết xã giao nhưng mà bố em cũng đều dẫn mẹ em theo. Bố em không biết nấu ăn nhưng mà ngược lại thì mẹ em nấu cái gì bố em ăn cái đó, không có dám chê. Chắc là hình tượng của em phải na ná giống như vậy. Giống bố em đó không? Em cũng được cỡ 65-70 nên mà làm chồng được chứ làm bố không được nha anh. Làm bố của những đứa con. Đàn ông bây giờ tuổi này giống như anh Quyền Linh đó, có bụng bi bi tí xíu cũng được, ngâm ngâm đen đen cũng được. Được rồi. Mọi người nhìn thấy tụi em có tương xứng không ạ? Thấy cũng được. Anh thấy tụi em tương xứng anh không? Thấy cũng một cũng hợp á. Vậy là em tin tưởng anh Linh. Vậy đơn giản một con người cũng rất là thoải mái rồi. Cái mẫu người lý tưởng của anh là sao hả anh? Hiền lành, trung thủy. Đừng có xe xua này nọ. Đừng có nhuộm tóc này nọ. Nhuộm cỡ như Thư rồi được rồi. Thế rồi mình có nhuộm tóc. Hợp, hai người hết sức là hợp. Chị Tú, hôm nay chị Tú đi với ai nè? Đi với em gái. Em chào chương trình, em chào anh Quyền Linh, chào Nam Thư. Dạ. Em là em của chị Tú. Tùy thuộc cho hai anh chị thôi. Nhưng mà nhìn ngoại hình á thì hai người cũng tương xứng với nhau. Thông báo cho em biết là ba của hai bạn gái này cũng là tài xế đó. Đúng không em? Dạ đúng rồi. Đó. Dạ. Em trai đi với ai? Dạ em đi với bố, với má, với chị hai. Kính chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Dạ con chào bác. Và quý vị khán giả. Qua đi tôi cũng nghe thì nó hợp nhau nhiều lắm. Thứ nhất là vấn đề đạo công giáo nữa. Thì hai cháu thì cũng lớn tuổi rồi. Cố gắng mà cho nhau một cái cơ hội đi, hẹn hò với nhau. Chứ về mai mốt thì càng lớn tuổi khó lắm. Bên đàn trai đàn gái thấy cũng đồng ý rồi đó ha. Nào mở rào. Anh chào em. Chào anh. Hồi nãy em nói em tên Tú. Dạ em cảm ơn. Em còn nhớ tên anh không? Em run quá em quên mất. Không xích không bẻ. Là còn Nguyên đấy em. Dạ anh Nguyên. Dạ em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng lại cho anh Nguyên. Dạ. Cảm ơn em nhiều nhé. Dạ. Em ơi em tặng một cái bộ tách trà này có ý nghĩa gì không em gái? Em cũng có một tí xíu sở thích là uống trà. Đối phương có cùng sở thích với em thì chắc chắn sẽ thích bộ ấm trà này. Thật sự thì anh cũng thích uống trà đó. Nhưng mà chỉ uống buổi sáng thôi chứ buổi tối anh uống anh ngủ cũng được. Dạ. Cho nên anh cũng cảm ơn em. Có lẽ anh sẽ nhờ em gái anh ở dưới Bảo Lộc gửi trà lên cho anh để mình dùng cái bộ ấm này. Dạ, hy vọng nó có thể cùng nhau uống trà. Hay quá. Em thấy anh sao? Ấn tượng đầu tiên thì nói chung là cũng dễ nhìn, dễ thân thiện. Anh nói chuyện cũng rất là hài hước, cũng tạo thiện cảm rất là nhiều. Không biết anh thấy em thì như thế nào? Rất là dễ thương. Cảm ơn anh. Không biết nói sao hồi nãy anh ngồi ở bên đây
anh cũng suy nghĩ để nói nhiều lắm mà tự nhiên giờ thấy em cái thích không biết nói sao. Thì thôi em, mình cứ... Em làm anh tụt cảm hứng hả? Không phải. Không phải là em làm anh tụt cảm hứng, nhưng mà tự nhiên cái... Anh nhìn em anh mến, không còn nhớ cái gì để nói. Rung mới gặp người đẹp, rung đó. Anh cũng cảm thấy là... mến em. Tại vì mà mới gặp nói là thích em thì bây giờ lớn tuổi rồi, không nên nói vậy. Giống như cái tưởng tượng của em khi mà chuẩn bị lên chương trình, có cảm giác rất, cũng rất là mến anh. Dám có lẽ anh cũng sẽ nghỉ không chạy công nữa. Thời gian sắp sửa tới, anh sẽ rảnh nhiều lắm đó. Nên anh sẽ làm phiền em nhiều lắm đó. Hai người rảnh đều ha. Phụ nữ lớn tuổi hoặc là nam lớn tuổi, cái xác suất có con cũng nó không có được như những cô gái hay chàng trai trẻ tuổi. Lỡ ví dụ như mà em với anh mà đến với nhau á, ở 1, 2 năm, 2, 3 năm mà vẫn không có con á, thì anh có cảm thấy thất vọng không? Anh thì thực sự là tuổi này thì anh cũng rất là thích có con đó. Bây giờ thời buổi y học phát triển lắm em ơi. Trời ơi, qua báo đó. Mạng đăng bà kia 56 tuổi còn đẻ hai đứa mà. Hát cho bớt rung đi, hát cho bớt rung anh. Anh đến với em nơi đây có sông sóng cầu, sự ngày hồi lim anh đã hứa khi xưa, vượt bao đèo cao bao tha sâu, nắng mưa gió sương anh không ngại, chỉ mong gặp em người con gái hát câu dân ca. Người ở đừng về. Hay quá, hay quá. Hai người nắm tay nhau để coi cảm nhận coi điện nó có qua không, phải không, phải bắt tay. Nhìn nhau. Em đang cảm giác có điện anh. Em cái chân rung với cái tay không rung. Trai thấy sao? Dạ em thấy tay mềm quá. Có muốn nắm luôn không? Có cho không em? Chắc là lát nữa nắm sau. Rồi được rồi. Mình đổi vị trí đi. Đúng mình rồi. Cái chuyện sinh con để cái đừng có lo ha bạn ha. Đừng có qua y học phát triển đúng rồi. Dạ. Chuẩn bị 3 2 1 hết giờ. Xin chúc mừng chị Tú, chúc mừng anh Nguyên. Đây chị, nắm tay nha. Đó. Dạ. Bây giờ chính thức là mình hẹn hò với nhau đó. Thì nói gì với bên đàn gái đi. Chào em gái. Hai anh chị cùng nhau bấm chuông rồi. Em có thích không? Dạ, thì quan trọng là anh chị ra ngoài để tìm hiểu với nhau. Em nói hai anh chị nhìn rất là hợp với nhau. Dạ. Hợp đó. Thôi bây giờ theo quy định chương trình thì mình sẽ hôn nụ hôn đầu tiên. Mình để anh Thơm bên đây đi, bên đây dính cái này rồi. Trời ơi. Dễ thương, chúc mừng anh Nguyên, chúc mừng chị Tú. Còn bây giờ thì Nam Thư và Quỳ Linh tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại tuần sau. Xin chào.